quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Hưng Yên. Đây là điểm thi có các thí sinh đến từ các huyện, thành phố, thị xã trên toàn tỉnh đăng ký dự thi. Thế nhưng mà ngay từ đầu giờ sáng đã có rất đông phụ huynh và thí sinh có mặt tại đây. Lực lượng chức năng cũng đã sớm có mặt điều tiết giao thông và đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực điểm thi. Trong khi đó thì các bạn học sinh tình nguyện, các cán bộ tại điểm thi cũng đã hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng, sẵn sàng đón thí sinh bước vào ngày thi chính thức đầu tiên. Hôm nay, hơn 17.700 thí sinh trên toàn tỉnh đã hoàn thành hai môn thi ngữ văn và toán. Ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập diễn ra đảm bảo an toàn đúng quy chế. Kỳ thi tuyển sinh năm nay có sự đổi mới trong cách tính điểm. Môn ngữ văn và toán được nhân hệ số 2, một chút sơ suất cũng sẽ có thể ảnh hưởng đến tổng điểm thi. Do đó, nhiều thí sinh có một chút hồi hộp nhưng đều sẵn sàng bước vào kỳ thi. Mặc dù đã ôn luyện khá nhiều nhưng mà vẫn sẽ có sự lo lắng vì là buổi kỳ thi đầu tiên sắp đến. Lực học của em cũng mức trung bình nên cũng hơi lo. Em cũng có một tâm trạng khá là tự tin vì mình đã có sự chuẩn bị từ trước. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng đã tới kiểm tra tại điểm thi Trung học phổ thông chuyên Hưng Yên. Đồng chí yêu cầu điểm thi bám sát các chỉ đạo của tỉnh và hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt công tác tổ chức thi, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, ngăn ngừa gian lận trong kỳ thi. Sẵn sàng với mọi tình huống phát sinh khác, đồng chí cũng yêu cầu cán bộ làm nhiệm vụ phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối nghiêm túc, không để xảy ra bất cứ sai sót nào trong quá trình diễn ra kỳ thi. Sáng nay, các thí sinh đã hoàn thành bài thi môn ngữ văn, môn thi duy nhất có hình thức tự luận. Thời gian làm bài là 120 phút. Phần đọc hiểu sử dụng dữ liệu trong tác phẩm Đọc đời mình trên lá của tác giả Nguyễn Minh Khiêm. Phần nghị luận xã hội bàn về rèn luyện thói quen tốt. Phần nghị luận văn học yêu cầu thí sinh nêu cảm nhận về nhân vật và hình tượng những cô gái thanh niên xung phong trong tác phẩm Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê. Môn ngữ văn năm nay được nhiều thí sinh nhận xét bám sát chương trình học nhưng vẫn có những câu hỏi khó, đòi hỏi thí sinh phải vững kiến thức và có sự sáng tạo liên hệ với thực tiễn. Em thấy cũng bình thường, dễ, có những dạng mà cô giáo đã cho em môn hết rồi. Em cũng mong là vào chuyện, là vào thật, lúc mà làm bài em vui lắm luôn. Cảm giác sướng làm bài nó thoải mái hẳn ra. Đề thi văn hôm nay phần đọc hiểu có vẻ là hơi khó so với mọi người. Còn phần làm văn thì em thấy tương đối kiểu dễ làm. Buổi chiều, thí sinh dự thi môn toán thời gian làm bài là 90 phút. Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm, nhiều thí sinh cùng chung nhận xét, đề thi môn toán đã bám sát cấu trúc đề thi thử, vừa sức với học sinh nhưng vẫn có những câu hỏi khó để phân loại thí sinh. Em nghĩ từ câu 41 trở đến câu 50 là khó. Em thấy khá là tự tin, câu khó em cũng làm được đa số, chỉ có một câu là em không chắc chắn và đạt mục tiêu là hơn 9 điểm. Em thấy đều là những kiến thức cơ bản mình đã được học rồi. Em thấy khá là vui và có thể yên tâm hơn được phần nào. Em thấy tự tin hơn để bước vào bài thi ngày mai ạ. Trong ngày thi đầu tiên, có một thí sinh tại điểm trường Trung học phổ thông Kim Động vi phạm quy chế thi do mang điện thoại vào phòng thi. Toàn tỉnh có 140 thí sinh vắng thi môn văn, 143 thí sinh vắng thi môn toán. Kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế. Ngày mai mùng 5 tháng 6, thí sinh sẽ làm bài thi tiếng Anh với hình thức trắc nghiệm. Thời gian làm bài là 60 phút. Buổi chiều, thí sinh dự thi trường Trung học phổ thông chuyên Hưng Yên thi môn chuyên, thời gian 150 phút.